Hello, xin chào các bạn. Nhắc đến điện thoại chơi game ở thời điểm hiện tại thì có lẽ một số bạn sẽ nghĩ ngay đến những chiếc điện thoại như là Black Shark, ROG Phone hay là Razer Phone. Tuy nhiên thì đại đa số chúng ta hiện tại đang chơi game bằng cách sử dụng những mẫu smartphone đến từ iPhone hay là Samsung, hay là các mẫu smartphone không chuyên dụng cho việc chơi game. Điều này dẫn đến hệ lụy là việc chai pin, máy nóng và giảm hiệu năng cho chiếc máy của bạn, mà trải nghiệm game khi chơi chỉ đạt ở mức khá. Chính vì vậy, nếu bạn đang là một gamer mobile thực sự, muốn có trải nghiệm tốt hơn trên điện thoại hay là một gaming streamer thì không thể không biết đến những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa các mẫu điện thoại thông dụng và smartphone chơi game chuyên dụng. Hãy cùng mình theo dõi video này để cùng tìm hiểu về những sự khác biệt này nhé. Và nếu các bạn đã từng sử dụng chiếc Razer Phone bên cạnh các flagship khác từ Samsung và Google, bạn sẽ dễ dàng nhận ra một vài sự khác biệt chủ chốt trong thiết kế mà bất kỳ chiếc điện thoại chuyên về game nào cũng nên có. Đầu tiên là loa ở mặt trước và bắt buộc phải có. Và các bạn hãy nghĩ xem, khi bạn cầm điện thoại theo phương ngang thì phần loa lại nằm ở ngay đáy máy gần cổng sạc, thì bàn tay bạn hẳn sẽ cản âm thanh phát ra từ loa. Và mặt khác, nếu bạn dựng máy lên thì để chơi bằng cần điều khiển Bluetooth, loa ở mặt trước sẽ giúp âm thanh phát thẳng về phía bạn. Quá hợp lý đúng không? Viền màn hình lớn cũng không thành vấn đề. Hiển nhiên thì nếu bạn muốn có loa ở mặt trước thì viền màn hình bắt buộc sẽ phải lớn. Và việc giảm kích cỡ của phần viền này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả cao, nhất là đối với các game thủ chuyên nghiệp. Không thể phủ nhận rằng thì thiết kế viền màn hình siêu mỏng trông rất đẹp và hiện đại, nhưng nói về tính thực tế thì khi bạn giữ điện thoại để chơi game trong thời gian dài, chán hay cầm của máy to thêm một chút nữa cũng chẳng có gì là sai. Và tiếp theo là cấu hình sẽ phải càng cao càng tốt. Đối với smartphone trong năm 2018, nó phải có bộ vi xử lý tốt nhất, màn hình lớn tuyệt đẹp với tần số làm tươi cao, pin khủng và RAM càng lớn càng tốt. Điều này không may là không như PC, bạn không thể mở bung điện thoại ra và tự mình nâng cấp linh kiện được. Tiếp đến là phụ kiện chơi game khiến máy hấp dẫn hơn. Một điều mà chúng ta thấy ở chiếc điện thoại Asus ROG hay là bộ Moto Mode của Motorola là chúng có những phụ kiện được thiết kế để tăng cường trải nghiệm chơi game. Có thể thông qua một cần điều khiển gắn thêm cung cấp cho người dùng các nút bấm vật lý hay là các cần gạt hoặc các máy làm mát để cải thiện hiệu năng điện thoại. Chúng ta cũng sẽ thấy ngày càng nhiều dock cho phép bạn cắm chuột và bàn phím để chơi game di động, dù rằng hiện tại đây vẫn là một phân khúc thị trường khá nhỏ. Về mặt giá cả thì điện thoại chơi game được xếp vào loại flagship cao cấp với mức giá khá cao. Ví dụ như là Razer Phone đang có giá khoảng 16 triệu đồng và Samsung đang nhắm tới đối tượng game thủ với flagship mới nhất hiện nay là Galaxy Note 9 có giá khởi điểm lên tới 1.000 USD. Chắc chắn chúng ta sẽ chưa được thấy các điện thoại chơi game giá cả phải chăng trong tương lai gần. Và không chỉ ở phần cứng, một chiếc điện thoại chất lượng được thiết kế dành riêng cho game thủ sẽ được trang bị những tinh chỉnh phần mềm nhằm loại bỏ những phiền nhiễu và bất cập trong hệ điều hành Android. Và Samsung dẫn đầu xu hướng này bằng cách trang bị game tool và game launcher trên Galaxy S7 và mọi flagship đời sau. Những phần mềm này không chỉ cho phép bạn chặn những thông báo đến khi đang chơi game mà còn cung cấp cho bạn lối tắt về chụp ảnh màn hình hay là quay phim màn hình trò chơi của bạn nữa. Razer có một bộ thiết lập chơi game của chính hãng gọi là Game Booster, cho phép bạn tùy biến ứng dụng theo một trong hai ưu tiên: hiệu năng game hay là thời lượng pin. Đây là một tính năng thực sự tuyệt vời, và nó sẽ tuyệt vời hơn nếu nó được tích hợp vào thẳng hệ điều hành Android gốc. Những công cụ này giúp giảm thiểu một số vấn đề gây đau đầu thường xảy ra khi chơi game di động. Bạn cũng không phải lo lắng về thông báo hay là thời lượng pin nữa, từ đó mà có thể tập trung hoàn toàn vào game. Và liệu rằng trong tương lai của các smartphone chơi game sẽ còn phát triển thêm như thế nào? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video. Và đừng quên like và đăng ký kênh của Đi Review để không bỏ lỡ bất cứ video nào khác của bên mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!